Si thẩm. Quá đi. Cái gì mà bình tĩnh si thẩm vậy rồi. Trời ơi, ai mới đọc cái gì ai đốt em đêm nay. Cái bài hát của người ta là hay đốt em đêm nay anh thắp nhang em đi. Ơi, hãy đốt em đêm nay anh hãy thắp nhang đi là mà bình hương quả. Ủa, cái bài này bài gì? Cái đó là lò thiêu. Thế là như thế nào? Còn bài này là bài gì? Bài này bài hot của bà. Trời ơi, cái nói lại cái nơi qua cái miệng của cưng thành cái lò thiêu hả? Đúng rồi. Dạ. Mời một anh nào đẹp đẹp lên quay xuống với em. À, dòng loại này là dòng loại 80.000 đồng. Thì chúng em sẽ mời một người khán giả bên dưới lên bên trên để quay số. Hồi nãy mời cho một người kiểm băng. Đúng rồi. Bây giờ mời một người ở ngoài để quay số nha quý vị. Đúng. Mời anh nào tươi tươi đây đi. Anh nào tươi tươi để mình chào anh cái đi. Để đó, em để em biến đôi mắt thiên lý của em ra. Không, 6 muối, body 6 muối đi. Rồi, anh trai chưa tay áo đen rồi, anh lên đây luôn. Rồi. Anh xung phong quá là dạ. Ôi, ngon nha, thấy xa xa là ok á. Rồi, chuẩn bị chào anh chưa? Anh lớn lên chưa? Dạ. Đang chuẩn bị lên rồi. Em mời anh trai lên thành công. Khoan anh ơi. Đứng đứng đó, anh đứng đó. Đứng thẳng. Dạ. Rồi anh đứng đi. Anh đứng lên hành hương với anh ạ. Khoan đi, khoan đi. Con mở nhạc gì hả Tường? Con mở nhạc hội ký ức Hội An hả? Trời ơi, nó chạy tới đâu đó kìa. Ê, khoan nữa nè. Hình như tao ngồi sao tét cái quần tao rồi là sao á. Dạ. Tét làm sao? Nam mô A Di Đà Phật. Ủa, anh ơi. Dạ, anh ơi. Ủa, trời ơi. Trời ơi. Khoan đi. Như là Việt Nam quá. Trời ơi, dễ thương quá, anh săn chắc quá. Chứ hỏi ảnh có mấy tuổi rồi, có người yêu chưa? Anh lại đem hỏi cái nói. Bỏ gì đâu mà anh. Bỏ luôn, anh có gì đâu, anh không có những gì hết trơn á. Anh em hỏi tới gì tí xíu em đeo vàng thật hay vàng giả vậy? Trước khi chị hỏi, đưa cái túi để em giữ dùm cho. Đúng rồi, giữ cái túi cho ảnh đi. Anh không có thì bởi vì không có mới giữ chứ có không giữ đâu. Bây giờ không gì. Không sao, có nguy hiểm đúng không? Bây giờ cho thì em hỏi một lần nữa nè. Rồi. Con gái thì hỏi tiền miệng thì hỏi gì vậy? Anh không anh đâu trả lời. Đúng rồi. Anh mấy tuổi rồi? Không, cái này mày chửi người ta. Hỏi lại nhẹ nhàng từ tốn. Dạ, anh ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Thôi, thôi, bình thường đi. Không có dễ thương dữ đâu. Dạ, anh bao nhiêu tuổi rồi anh? 28. Wow, anh 28. Năm nay em mới có 17 thôi. Đâu có. Thì hả? Anh 28 là chị lớn anh 12 tuổi đó. 40. Bây giờ đó, bây giờ chị Lan chỉ 40 tuổi, anh 28 tuổi. Đúng rồi. Anh đến khi chị Lan bằng chú 7 nghe chưa? Rồi, em mời anh qua bên kia. Em rồi, trời ơi, sao nó ác quá cái chiếc câu ấy nhỉ? Đó là... Rồi, chú Bảy, đi vô vị trí đi chú Bảy. Rồi, nó xin lỗi con chị ơi. Xin dễ thương không? Dạ, bây giờ không còn cô đơn không? Không. Hết cô đơn phải không? Hết rồi. 7 giờ sáng rồi, hết cô đơn. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì mời quý vị hướng mắt về sân khấu để bắt đầu. Giờ tối. Dám ngắm theo em về mà miền Tây. Thằng thấy nó không chỉ ai về là mình đây. Vui chỗ em nơi đây nhiều mồi hay ăn cứ nhậu thoải mái có sỉnh em vào thang. Ơ kìa. Kìa anh. Kìa. Anh nào vậy? Kìa đó thấy không? Cái đầu đưa ra kìa. Cái đó, cái đầu gì bà nội? Kìa. Đó. Đâu? Cái con cá lóc đó có phải cái câu dài quá trời. Phải không? Đúng ơi. Trời Cưng ơi, hình như con cá lóc này nó thành tinh hay sao á. Trời ơi, cái câu nó dài dữ vậy. Con cá lóc này nó dài sao đâu nó bạc đó nè. Vậy thôi, em thấy giống con gắn hổ hơn á chị. Gắn hổ. Tự nhiên gắn hổ. Nó bổ cho cái mặt gì. Ơi, Trời ơi, rổ không là chỗ đó đó. Trời ơi, hèn chi vậy đó hả? Chị bắt chúng con gắn hổ nó mổ vô mặt chị nên. Trời đất ơi, xổ số đi trời. Trời ơi, quan gia kiếp trước tôi gặp con này nè trời. Trời ơi, ở đây tôi không có quyền lên tiếng với chị. Sao không? Tốt. Ở đây chỉ có những người đẹp mới nói chuyện với nhau thôi. Đúng. Nói đi đừng chính xác, đó là chị đẹp. Em tên chị Lan, chị đẹp nhất đêm nay. Lương hôm nay có một mình chị không có rồi đó. Tất cả mọi người đều có, chỉ riêng người đẹp với chị không có lương thôi. Thôi đi má. Em bên chị mà. Số chị đây, số chị đã có, số chị đây, số chị đã. Ốc chị chú ta đem qua đây con cá lâu ấy. Ăn thì đường chui, ăn ngon lên tới lóc. Mà ở dưới miền đây có mồi ngon hết sảy. Nhậu có cái chơi mấy con say là con này. Con 17, con 17, con 17, con 17. Con 17, con 17, con 17, con 17. Con 16, con 16. Với thầy con đẹp đẹp chú quẹt quẹt cho xui. Chị cầm đi ơi, chiều nay con đâu chưa? Con đi ra chung chiếc em rồi. Cầm đi buồn, cầm hát cũng buồn nghèo. Bao năm tháng, đây cũng trôi qua rồi. Số 1 ơi, con số 1, con số 1 hay con số 1? Con số 1, con số 1, con số 1. Thứ tàu lô tô số 1 kèm cho số chị ra. Số chị đây, con số chị đây. Đêm nay máu con thuyền về ngàn bên vắng. Ai ca dưới chân ga gần xa vắng dài. Mãi trèo qua tay trên sông Mai Mộng. Con thuyền về đấu chân vui nên trong lùng suốt đầu. Về đấu chân vui nên trong lùng suốt sao. Con số 6, con số 6, con số 6, con số 6. Con số 6, con số 6, con số 6 mấy chị đây. Mấy chị đây, mấy chị đây, mấy chị đây, mấy chị đây, mấy chị đây. Từ miền Nam anh hương qua núi theo cao cao chập trùng đưa nàng về những sao xuyến chung tình. 39 số gì đây mày gì đây số gì đây mày gì đây ơi ơi ô cô người ngồi có sao em hát em vang cả sông xanh xanh lên mình sông xanh xanh lên nước. Điều tôi ơn nhưng đầy thôi. 31 rồi, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31. Số gì đàn, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đàn, số gì đây. Hôm đã qua phương nơi về quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ trải quanh em sau trường rèm. Quá đẹp, lặng thầm đình anh đắm đắm. Trôi thành hồn nhé mắt biên. Bé nay không có cô bé như năm nào. Em đã lớn đẳng tầm 35. 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35. Có mấy con bé chị na. Mấy chị đây cái là mấy chị na, mấy chị na. Còn em trai con lên với giáo viên. Để con gái như là lạc lòng bước dạo cho nhau con lòng yên. 50 nguyên, con 50 là tấm vé rồi thật. Con 50 và con số 50 là khỏi chủ nhân đoạt giải nha. Và ngay bây giờ xin tặng cho anh trao quay số một con gấu bông nằm ngoài đô thị của cái thánh. Wow, trời ơi, chết rồi. Ổng hả anh chị? Ổng, anh đứng ở đây coi. Trời ơi, anh có kinh hả? Ừ quá. Anh thấy hai người có đến mua thê có không? Có, rất là đẹp luôn. Anh không biết là anh có bồ chưa? Anh nếu mà anh có rồi thì để cho em dò số cho anh. Anh có rồi thì dò số cho anh à. Mà nói nghe này em hỏi câu tiếng gì chứ hết sức nữa. Bồ anh á là con chắc. Sao vậy tự nhiên anh? À anh muốn giữ bí mật cái mối quan hệ này phải không? Đúng rồi. Thật sự đó chính là chị đó cưng. Wow. Thì ra bồ anh là con trai hả? Chị đó. Nhưng mà chị giờ là bởi vì chị là đồng tình liên ái. Ôi, số đi. Kỳ quá. Thôi thôi, hai người đàn ông mà yêu nhau không có được. Kỳ lắm. Rồi, anh chú có con nào vậy? Trong lòng. Chồng. Chị ơi, em đang buồn tối rồi. Ok nè, giờ số. Sao? Trời giờ người ta ngồi dưới kìa má ơi. Trời ơi, vợ người ta kìa. Đâu? Kìa kìa. Tức kìa đang quay phim kìa. Wow. Ơi, vợ anh hỏi chị làm chồng vợ anh cũng được nữa. Ê, ủa? Em làm tớp được không? Được không? Wow. Anh chị anh nói là xem nào. Rồi giờ số cho anh ra mình luôn. Và cái yêu chồng loại là cậu 5 0 7 4 0 7 4. Đúng rồi. Chồng loại. Trời ơi, con số vừa điểm mới kêu qua này, làm sao có con số 0 dễ thương lắm. 50 là số 1. Trời. À, 46 nè, 46 dạ có 2 nè. Anh ơi, cái số này anh đâm nhiều lỗ quá vậy anh. Trời, 31 nè con 5. 31 dạ có 3. Giờ số cuối cùng số tuổi con này con 5. 17. Thiệt không? Thiệt. 17 nè. 17 hay 71. 17 dạ có 4 đủ hợp lệ. Rồi dạ 50, 46, 31 và 17 cái dùng loại 071 hoàn toàn hợp lệ. Anh ơi, bây giờ anh cho anh hỏi tí xíu, anh đi đâu vậy? Anh đi đây, anh ra đây. Bây giờ bên trên chú em tặng cho anh một cái phần quà lưu niệm, đó chính là một con gấu bông rồi. Và đặc biệt là bây giờ anh chú có một mình, anh muốn quay số để mình ai số lớn hơn thì mình là lãnh thưởng qua phong bao lì xì 1 triệu. Còn ai số nhỏ không thì đi ra về thành đây không. Còn hoặc là anh có thể anh lấy cái bao lì xì mà bao lì xì đó ở ngoài nó có 1 triệu, ở trong thì không có gì. 2,6 triệu. 2,6 triệu, 2,6 triệu. Anh lấy gì? Anh lấy bông bì hả? Rồi anh đưa cho ông lấy đi, anh bị quản rồi. Dạ. Lộn chí anh rồi. Bông bì thì lúc nào cũng có. Còn chị em là bữa có bữa không, anh không lấy cho em hả? Anh nè, anh không về đi. Anh nè, em thấy không có được. Đâu có gì đâu, mình đi xe lửa. Chị Lan với là chị Lan em nói nè. Nói đi. Em thấy anh này không có được đâu quý vị. Sao vậy? Sao? Anh đến đây, anh gặp hai bà cụ mà anh không có chào. Trời ơi. Ai? Gặp ai? Còn Nam với lại chị Lan á, nó lại gặp đây là Nam. Dạ con chào cụ, dạ con chào cụ. Trời ơi, cụ là mình sắp lên bàn thờ luôn rồi đó. Không phải cái ý nó khác. Ý nó khác là ý nó làm sao cụ gì? Ở sân khấu này bây giờ, con đứa con nói chuyện gì không có được lễ phép. Đúng rồi. Trong hoàng gia, con là ở đây là con nhỏ tuổi nhất, con xin được quyền đại nói chuyện ạ. Dạ hai cụ. Sao quỳ? Hai cụ. Tại vì hai cụ lớn rồi, con không. Rồi con ngồi con quỳ nữa đi nha. Rồi quý chị mình ơi, cái từ giờ này bên dưới chúng em quỳ đi, con quỳ đi. Đó cụ cho nó cầm không hả? Con quỳ đi chút nữa hai cụ qua xe quay cụ nói chuyện con sao. Dạ, 30.000 đồng một tờ đã vé, còn cái như cụ quý chị mình sẽ nhận có một món hông bao lì xì là 2.600.000 đồng tương đương với 500.000. Trời ơi là trời. Trời ơi. Động trời. Không nha. Chị ơi. Chị ơi, cái gì? Tên động trời nè. Tên gì? Kính thưa quý vị, sao? Ngay bây giờ quý vị cùng hướng mắt vào sân khấu để cùng gặp gỡ với một tiếng hát rồi làm thấy động sân khấu này vui nhộn với tiếng hát của người đẹp Hòa Cô Đơn. Wow, Hòa 100 ngày. Lên xe đi quý vị. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Xin gửi tới tất cả việc bài hát ở bên đây. Từ đều của tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe. Lời hát con vô em sẽ đặt lên tình âm em. Bằng lần lần say đắm một tình yêu ngây ngất. Tôi trong vòng tay của người mơ dạt lên. Môi hôn nghiêng trong khi khúc nhạc đang rộn rã. Khi yêu không ra mình không xuống em vẫn vì sao. Đôi tim vẫn đã sống trong đam mê cùng vui. Có lúc thấy lòng chợt bồi hồi. Lỡ yêu thương thoáng bay. Người yêu của tôi ơi tôi tìm gặp em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Trời giờ này chắc cũng mưa, mà mưa không có lớn thì quý chị mình chịu khó ngồi ngoài dùm em, hoặc là tất cả cô bác chị mình nếu mà lớn quá thì có thể chạy vào trong nha. Dạ dạ cái gì nói đi ấy là mình chị nè, có thằng là ấy là mình chị ha. Rồi tất cả cô bác chị mình cái thì này chắc có lẽ là không làm mất nhiều thời gian của quý chị mình nữa. Ai đâu có tờ là vẽ tập trung hôn bắt giờ xã bắt đầu mở thưởng và đây dạ cho xin mời một vị chủ nhân dạ mời ở trong đi ha, nãy mình mời ở ngoài rồi. Dạ ai à? Rồi anh áo đen cho tay đầu tiên. Đây 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 sổ số luôn. Ai thì coi vé giờ cái tay giờ cái tay trời kia ơi nha. Mưa này nó nhỏ nên quý vị mời được còn một tí xíu nữa, mà nếu mà nó không có dưới thì quý vị có thể vào trong còn rất là nhiều chỗ ngồi nha quý vị nha. Dạ đúng à. Dạ số gì đây, số gì ra cái bóng kia ra mong kia ra dòng loại hạnh phúc. Nhanh lên số gì ra con số gì, con số gì ra con số gì đây về sông ăn cá về đồng ăn cam con số mắm con số mắm Gấu luôn nha. Dạ, cảm ơn cha mình rất là nhiều. Cảm ơn đến 59 gia đình chưa qua. Đã có cái dừa Cúc ơi, dòng loại này là dòng loại Thân Tay. Wow, vòng loại Thân Tay là một vòng loại đặc biệt dành tặng cho quý vị. 30 vòng rồng đồng, một tờ lá vé, một lời hàng tặng quý vị sẽ được giờ 2 lần nha quý vị. Rồi vé lên lầu luôn cho mấy người đẹp ơi. Và ngay bây giờ trước khi thông báo với vòng loại Thân Tay thì Cúc sẽ giờ số nha quý vị. Vòng loại 489. Chào 489 và đúng trong loại 59. 59 chiều kêu ra và có 1, 46, 46 và có 2, 38, 38 và có 3, 23, 23 hợp lệ đủ 4 con. Và rồi thì chúng ta kế tiếp mang cái dòng loại 815, 815 và đúng dòng loại 59 dự điểm kêu qua, 59 dự điểm kêu qua có 1, 46, 46 có 2, 38, 38 có 3 và 23 đủ 4 con hợp lệ. Và dòng loại này đã có 2 người chủ nhân may mắn đoạt giải. Bây giờ hai anh chị mình muốn quay số, ai số lớn hơn thì chúng ta lãnh chọn phần quà là một phong bao lì xì 2.600.000 đồng, hoặc là quý thì mình có thể là chia ra làm 2. Dạ, mình chia đôi ha. Rồi chia đôi ai cũng có quà. Rồi hai anh chị mình buông xuống dưới lãnh quà dùm em nha. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị, vòng loại tiếp theo sẽ là vòng loại Thần Tay, là một vòng loại đặc trưng cũng như là một vòng loại thương hiệu của gánh hát lô tô Hương Nam. Vì khi vòng loại Thần Tài được tung ra để phục vụ cho quý vị thì quý vị sẽ có cơ may dò số đến 2 lần ở vòng loại này là vòng loại 30.000 đồng, thay vì quý vị sẽ dò số và trúng với cho mình 2.600.000 đồng tương đương với lại 5 con vàng thì quý vị sẽ được dò số thêm 1 lần nữa. Sau khi ai đoạt giải thì em giữ tờ lá vé lại, còn ai mà không đoạt giải quý vị sẽ dò số tiếp, không bồi xóa và trúng thêm cho mình một phong bao lì xì gì đó 1.000.000 đồng nha quý vị nha. Wow, ai ghé lên lầu nè, Thảo ơi, Thảo đầu này, Thảo nhét trên này nè, cưng này nè, đó dòng người đó ừ, đúng rồi như tất cả các bạn chị mình nha. Dòng loại Thần Tài là dòng loại may mắn để dành tặng cho tất cả các bạn chị mình, như một lời khuyên của gánh hát lô tô Hương Nam dành tặng cho tất cả các bạn chị mình khi mà tờ lá vé chỉ có 30.000 đồng một quý chị mình gỡ được 2 lần rồi nha. Và dòng loại Thần Tài cũng là dòng loại thương hiệu của gánh hát lô tô Hương Nam của chúng em, nên kính mong tất cả các bạn chị mình giờ này hãy ủng hộ cũng như là tham gia tham dự để sở hữu thật nhiều cái tờ lá vé để cơ hội chúng càng cao nha. Vâng, và ngay bây giờ cũng không để sân khấu lấn động, một cái phút tiếp nữa để phục vụ cho quý vị trong lúc chờ đợi quý vị ủng hộ như là bé, cũng như là chờ đợi những quý vị này chúng ta ngồi ngoài kia có bị mưa quý vị dời vào đây ngồi cho nó tiện như quý vị nha. Cùng lắng nghe qua tiếng hát của người đẹp Đang Thơ. Xin chào quý vị, chúng ta thú vị và ngay bây giờ để tiếp nối chương trình. Hôm nay là chủ đề ngược dòng thời gian, nếu anh là một chủ đề Thái Lan thì Đang Thơ xin được trình bày ra một ca khúc được mang tên Thiên Đàng Ấy Âm Việt Nam. Có gì nha bên này thì mang rồi. Đây là một sáng tác của nghệ sĩ Long Phương quý vị nha. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì hôm nay đã đến với hát lô tô Hương Nam trong buổi cuối tuần này. Thì cuối tuần tất cả quý vị có rất là nhiều sự lựa chọn, nhưng mà cảm ơn tất cả quý vị đã đến với Hương Nam. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin chào quý vị đang hãy là một sáng tác của những sáng tác của mình nhá. Xin ơi, và hiện tại chị đang mơ nếu không bảo mình làm được nhá. Nếu hút các một mình sẽ thấy tí ở trong này mình ngồi của mình nhá. Đừng nào vào phía nào ai ơi, là đừng vào hết cỡ lần này. Cảm ơn anh La Ứng. Bài hát của người ta là Thiên Đàng Ái Ân. Đúng rồi. Bài hát này là Thiên Đàng Ái Ân, chứ không phải Đường Về Cửa Ngục. Phải không? Kính thưa quý vị khán giả, nam thanh lịch Hải Đăng vừa đem cốc ly trà sữa xanh thì đi xuống dưới bán vé tiếp tục. Còn mấy tình là bé cuối tay, hai vé rồi hả em? Hai vé mà chưa ai mua ủng hộ. Ôi thật là còn đang còn bé cầm sao? Còn đang hư sao Túc? Đang hư à? Chị nghĩ là em mua trứng giữa đi, trứng giữa chị đang nói là em mua trứng giữa. Dạ sao vậy? Mặc dù trong cuộc sống này thì nhiều khi á có những thứ mà chúng ta nên suy nghĩ. Nhưng chị nghĩ là em nên thêm vào nước nhạc của mình một số ca khúc nữa. Sao vậy? Tại vì em chung thủy với lại Âm Bông Quanh Một của em. Âm Bông Quanh Một có một bài một á. Bài hit luôn, bài hit luôn, làm nên tên tuổi luôn. Không có làm nên tên tuổi mà không ai biết hết trơn á. Mới hát. Vâng, thưa quý vị, cũng như là nam thanh lịch, nam nữ thanh lịch Hoàng Long, bạn áo tím đừng tìm sim của còn mấy tờ là vé. Người đẹp Quỳnh Hương, người đẹp Chu Chỉ Nhược. Người đẹp Chu Chỉ Nhược, còn mấy tiếng cuối tay cho quý vị nha. Thiếu Cốc ơi, mặc áo vàng khăn khè khe, vàng khăn dẹt. Rồi, người đẹp Thiên Lý ơi, Thiên Lý nhãn còn mấy tiếng gì em? Bốn vé quá là hay rồi. Quý vị ủng hộ vé để quý vị một tí xíu nữa. Thiên Lý hôm nay cũng có một ca khúc để gửi tặng cho quý vị tại thành phố Container. Container là một món quà kỷ niệm trong 5 tháng Thiên Lý cộng tác với Gánh Hát Lô Tô Hương Nam. Một ca khúc đợi đời, ca khúc Người Đi Vào Lòng Đất. Wow, thật ra là 5 tháng cộng tác với Hương Nam thôi, nhưng mà Thiên Lý làm nghề được 10 năm rồi đó chị. Wow. Dạ. Thôi bây giờ mời một anh lên để làm cầu, đến giờ mình xử số rồi mấy em. Chứ thưa quý vị, ai bữa nay muốn lên trên để quay số quý vị ơi? Ai ạ? Ai quý vị? Đây, nhìn ở dưới kia. Nói nghe nè. Dạ. Đi lên đây. Mình đã mời khán giả lên để quay số, chứ không phải là đi móc túi người ta, đi xà với người ta. Bây giờ chị chỉ tôi mời một người này nè. Dạ, chị mời đi. Mời cái anh tên Tú Quỳnh lên. Anh số chị. Dạ, cái đâu quý vị ai ạ? Rồi hồi nãy mình mời gần bây giờ mình mở xa. Rồi anh trai áo bông qua màu đỏ đi. Bông đỏ đỏ, xanh trắng trắng. Rồi anh đó, anh áo bông đỏ đi. Đó, anh báo bông đỏ có đôi mắt nho nhỏ. Rồi ơi là đâu vé bên ngoài luôn nha. Đó, nè ai còn vé với chị cho bên ngoài dùm nha. Rồi anh Long nè, Long chạy. Wow, chị ơi. Wow, trời ơi. Tường, chuẩn bị con. Mai đây quay đi. Nói nghe nè anh. Không phải gì nè, anh đang nằm gì nè, anh ngứa cái cổ lên, anh lấy cái giò, anh đá cái cổ họng em cái. Trời ơi là trời, nói thiệt sự luôn á. Bây giờ mình bỏ cái dây đặt. Để thưa ơi, bữa nay mưa đâu có cúng heo luôn em. nói nghe nè, cúng tổ qua rồi, cúng tổ qua rồi, đồ ăn xả xuống ăn hết trơn rồi. Ơi, con heo này chưa kịp quay, con heo này chưa kịp quay. Dạ, hỏi anh trai mình tí xíu nha, mình ghé con mặc cái áo bông dĩ luôn. Trời ai cắn anh dĩ? Ai hả? Ai cắn hả? Vợ cắn hả? Trời ơi, thôi chết cha. Có vợ mà đừng quay số à. Mời anh ạ. Anh làm ơn là người đã có gia đình anh tự chọn phim tôi đi. Đúng vậy. Bên chúng tôi rất là tự trọng, mặc dù tôi là con gái nhưng mà tôi rất là tự trọng về cái vấn đề mà chúng tôi sẽ không kiểu như là đẩy đưa đẩy với anh đâu. Đúng, chúng tôi có bao giờ làm trà xanh và ngay bây giờ mời quý vị không biết mình sẽ có được anh không? Kiếm hai bà. Dạ số. Con số 59, ký hiệu dòng lại 173, 173 và đúng dòng loại 59 chữ điểm kêu qua, 59 chữ điểm kêu qua có gồm 44, 44, 44 chưa có, 41, 41 chị ơi, 41 thì chưa có năm là chỉ có 41 thôi, vậy là chị nghe lộn. 44 mình chưa có. Chưa có chị. Chưa có 41. Hồi nãy là 41 chị chưa có gạch là 41 nha. Chị đang đợi con 44 á. Rồi. Dạ không sao nha chị nha, không có gì hết trơn á, mình nghe lộn. Chị ơi, chị giọt, ê từ từ. Chị dành đi dùm em con 41 nha, chị đang đợi con 44. Dạ. Rồi, cha bây giờ mời quý vị dò số tiếp. Ê! Số chị này 41 thì chị gặp cái 41 dùm em nha. Dạ. Số chị này, con số chị đã ai đã 50. 10 chị đây, còn 10 chị đã không ai hết trơn mà tương tác. 10 chị ra, 10 chị đây còn 10 chị ra. Do từ từ đừng có linh quên. Còn 19 con mười chín số kỳ đà mày kỳ đà xa xa ô cửa sổ có hai người hôn nhau. Con số sáu là vé khởi hôn xin tôi dừng xe số 6. Vâng, con số 6 được có những nhà đồng giả quý vị fan của sẽ bỏ lại vé nha quý vị. Chúng ta còn một lượt chờ số để chúng tiếp tục. Wow, với 1 triệu đồng nha quý vị. Wow, wow. Thôi, cái nền trắng quá nha em. Dễ thương. Sài Gòn hả? Tôi ra cao số 1 nè. Nó đang cao số 1. Bé nó cúp đẹp không chịu. Su trời ơi. Trời. Thì các rồi dò số cho bé gái trước nha. Dễ thương quá. Với chung lại 172 và đúng trong loài. Số 6 thì điểm kia qua. Số 6 vừa kia qua và có 1, 14, 14 và có 2, 26, 26 và có 3. Và con số cuối cùng là 48 đủ 4 con. Rồi. Dạ tôi là vé của anh trai thứ 2 dòng loại 173 và đúng trong loài. Số 6 địa điểm kia qua có 1, 26, 26 và có 2, 48, 48 và có 3, 14 thì sao ạ? 14 và đủ 4 con. Wow, quá tuyệt vời. Wow, thật là tuyệt vời nha. Và dòng loại này chúng ta có 2 vị trí nhà may mắn đoạt giải. Bây giờ mình có 2 phương án gì nè, không có 3 phương án của dòng loại này. Đó là phương án đầu tiên là hai gương. Đó mình có thể lựa chọn qua cái chương trình là mình quay số. Ai mà số lớn hơn á thì mình sẽ lấy qua cái con bao lì xì 2 triệu 600 đồng. Còn ai mà không chịu quay số á thì quý vị có thể là chúng ta chia đôi giải thưởng ra mỗi người được 1 triệu 300 ngàn đồng. Rồi. Ai anh quyết định đại đi chứ em không mặc quá đi. Cái phương án thứ 3 nữa. Phương án thứ 3 là chúng ta không thấy gì rồi. Đâu có, mình đang anh quyết định như thế nào. Mình đang tạo cái sự một đồng cho cái má ơi. Rồi. Cái gì? Dạ rồi. Anh thôi đã rồi. Lấy gì chị đều không? Chị đều ha. Rồi đi vô trong ha. Đi vô trong. Ok ha. Chị đều. Còn sợ ma kìa đó, nghĩ ăn luôn. Cha bây giờ quý vị còn 1 lượt để dò số nữa. Tặng phẩm là 1 cô giờ trị giá 1 triệu đồng. Rồi mời quý vị bắt đầu dò số. Ồ nó là như đồ quá. Tặng phẩm là 1 triệu đồng. Lên xe nè chị Lan. Xuống chị đây dọn tiếp luôn 10 chị ra sao tam na gia nhà mà cũng đối tiền nước mà hậu sao tự mắt tụi còn tự con mà không cháu đây con 16 con 16 là xin mình xe con 16 là có những nhân đồng giảm cái điện thoại của số bộ đánh giá. Và dòng loại tiếp theo là vòng loại 30.000 đồng, 1 tờ là vé đôi, mua 1 vé tặng 1 vé và giải thưởng và mua những cái cụ là 1 con ba lì xì trị giá 2 triệu 600 ngàn đồng. Và bây giờ xin được chờ số cho những người có 2 vị 3 vị 4 vị 4. Trời ơi, em cái dù lên luôn. Rồi giờ số cho anh ra, giờ số trị giá mình cứ cái dù lại 172 và 172 đúng trong loài. 16 có 1, 31 có 2, 40 có 3 và con 59 đủ 4 con. Dòng loại 173 và đúng trong loài. 16 có 1, số 6 có 2, 35 có 3, 45 đủ 4 con. Rồi cái dòng loại 173 đúng trong loài. 16 có 1, 31 có 2, 40 có 3 và 59 đủ 4 con. Dòng loại 173 đúng trong loài. 16 có 1, số 9 và có 2, 35 và có 3, 48 và 48 đủ 4 con. Yeah. Trời ơi, chúc mừng 4 anh chị nha. Dòng loại này 4 anh chị mình đã học giải qua. Đó là một cuốn bao lì xì 1 triệu đồng. Bây giờ 4 anh chị mình nói đi. Bây giờ 4 anh chị mình cũng chia nha. Hay là chúng ta quay số. Ai số lớn thì mình lấy hết bao lì xì 1 triệu. Ai số nhỏ thì ra về lấy không. Hoặc là tất cả các anh chị mình có thể chia ra 1 triệu đồng cho 4 người là 1.250.000 được không? Rồi, các anh chị với đình chị Điều ha, anh có quà. Rồi mời các anh chị vào trong. Dạ, mời bốn, dạ chị, mời bốn anh chị vào trong. Ghé qua, thế, ở đây nè.